chiến tranh là một cụm từ mà bất cứ ai nghe tới cũng đều phải khiếp sợ, nhất là đối với những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hoặc có những người đã hy sinh trong cuộc chiến đó. Chiến tranh xảy ra có thể vì nhiều lý do, thậm chí là những lý do tưởng chừng như rất nhảm nhí, như chiến tranh cột cờ. Người Anh và người Maori gây hấn với nhau chỉ vì một nữ nô lệ, hoặc cuộc chiến ngắn nhất thế giới và chiến tranh giữa Vương quốc Anh và Vương quốc Zanzibar chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 45 phút. Còn đối với người Việt Nam thì cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm, từ năm 1955 tới năm 1975, là một nỗi ám ảnh không thể nào quên được, dù ngày tàn chinh chiến cách đây đã hơn 48 năm. Người ta có thể gọi đây là chiến tranh Việt Nam, nội chiến Nam Bắc, cuộc kháng chiến chống làn sóng đỏ xâm lược hay kháng chiến chống Mỹ, tùy theo ý thức hệ. Ở hai đầu chiến tuyến, ai cũng có một niềm khát khao hòa bình mãnh liệt. Ngày nay, chúng ta thường có sự phân biệt đối xử hoặc tranh cãi về bên thiện, bên ác, bên thắng cuộc hay bên thua cuộc. Còn ở thời chiến, thậm chí có những người còn không quan tâm chiến cuộc. Đôi khi đối với họ, khái niệm Việt Cộng hay Mỹ Ngụy là thứ gì đó rất xa lạ. Không một người lính nào muốn cầm súng bắn nhau. Nhưng ở thời loạn, họ phải thực hiện bổn phận non sông, ngày đêm đối mặt với người anh em máu đỏ da vàng ở các chiến tuyến. Những con người sống ở nơi đô thị chỉ biết về kẻ thù thông qua báo chí, tuyên truyền của chính phủ. Cho tới khi Việt Cộng pháo kích vào Sài Gòn hay Hoa Kỳ rải bom miền Bắc, thì người ta mới biết rằng chiến tranh là thứ khốc liệt ra sao. Rồi kể từ đó, người ta chỉ có một niềm mong ước là đất nước tàn chinh chiến, để không có những cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vợ khóc chồng, con mất cha. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Người ta kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ được thống nhất trên cơ sở hòa thuận và bàn bạc giữa hai miền. Không bên nào được cưỡng ép hoặc thôn tính bằng quân sự, và đặc biệt là không có sự can thiệp của nước ngoài. Một trong những tín hiệu khả quan đó là cuộc trao trả tù binh giữa các bên. Phía Việt Nam Cộng Hòa đã bàn giao danh sách hơn 26.000 người cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 4 năm 1973, trên đất lửa Quảng Trị, chiến sự tạm thời yên ắng ở vùng ranh giới giữa hai miền. Những người lính và cán bộ hai bên mong muốn có một cuộc gặp mặt. Một phần là người Bắc Việt muốn coi bộ mặt của Mỹ Ngụy. Liệu họ có ăn thịt người hay ác ôn như được tuyên truyền hay không? Còn phía Nam Việt Nam có nhiều người lính di cư, nhưng trong lòng vẫn có niềm mong nhớ quê nhà, muốn nghe lại giọng nói của những người bạn bên kia chiến tuyến. Rồi khoảnh khắc đó cũng xảy ra. Những người lính đôi bên cùng tới giao lưu, bắt tay, hút chung điếu thuốc, rồi trò chuyện như những người bạn đã lâu không gặp. À, thì ra kẻ địch không giống như lời người ta truyền miệng. Khoảnh khắc lịch sử đó nhanh chóng được ông Chu Chí Thành, phóng viên chiến trường của Bắc Việt, ghi lại và đặt tên cho từng tấm hình, mà nổi tiếng nhất trong đó là tấm hình hai người lính và tay bắt mặt mừng. Ông Chu Chí Thành được Thông tấn xã Bắc Việt giao nhiệm vụ tới vùng ranh giới Long Quang, Quảng Trị để ghi chép lại về tình hình thực thi Hiệp định Paris, rồi may mắn được chứng kiến và ghi lại nhiều hình ảnh cảm động của người lính hai phía. Ông Thành bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông nghĩ rằng một bên là địch, một bên là ta, tại sao lại có sự thân thiện như vậy? Dù là lính Cộng sản hay Cộng Hòa, họ đều là người Việt Nam, cùng máu đỏ da vàng. Một anh lính thủy quân lục chiến đã khoác vai bộ đội Bắc Việt, sau đó lên tiếng: "Anh ký giả ơi, chụp cho em một tấm hình với anh bộ đội nha." Từ bất ngờ này đi tới bất ngờ khác, thoáng chốc ông ta chứng hững
vì những lời đồn Mỹ ngụy ăn thịt người trước đó có vẻ như là lời đồn thổi thái quá. Giờ chiếc máy chụp hình lên, tấm hình lịch sử hai người lính được ra đời. Người lính quốc gia trong tấm hình đó là ông Bùi Trọng Nghĩa, quê gốc ở Bình Định, sống cùng với mẹ ở Sài Gòn từ nhỏ. Ông là một hạ sĩ phục vụ tại tiểu đoàn Thần Ân, lữ đoàn 369 thuộc sư đoàn thủy lục chiến. Thời điểm đó đang là sinh viên của trường đại học Văn Khoa. Một điều không hiếm gặp đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa, khi tổ quốc gọi tên thì những người thư sinh cũng phải khoác chiến y, không có ngoại lệ. Còn người bộ đội trong tấm hình là ông Nguyễn Huy Tạo, người Hà Nội. Lúc đó là tiểu đội trưởng phía Bắc Việt, đóng chốt tại mặt trận Long Quang, cửa Việt, cách sông Thạch Hãn, nơi trao trả tù binh mấy chục cây số. Khoảng cách điểm đồn trú giữa hai phe chỉ cách nhau 50 mét. Được biết, ông Tạo sau này vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội cho tới khi về hưu với cấp bậc thượng tá. Ông Tạo chia sẻ: sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, chúng tôi, những người lính ở hai phía, cuối cùng cũng được buông súng. Hai bên cuối cùng vui mừng ôm lấy nhau. Người lính Cộng Hòa thường chủ động đem thực phẩm, thuốc lá sang bên chúng tôi. Đó lại, chúng tôi cũng đãi họ thuốc lào tiên lãng. Tôi và anh Nghĩa có hẹn nhau rằng hôm sau tôi đem chút đường, anh Nghĩa mang theo cà phê, rồi chúng tôi cùng uống. Nhưng ngày hôm sau thì được tin anh đã đạp nhầm lựu đạn gài mà hy sinh. Tấm hình hai người lính phải tới năm 2007 mới được công khai. Suốt hàng chục năm, người ta vẫn tưởng người lính Cộng Hòa đó đã vĩnh viễn nằm lại ở Quảng Trị. Cho tới khi nữ nhà báo Dương Phương Vinh tình cờ thấy nick Facebook của con trai ông Nghĩa. Vậy là cô tức tốc bay vào Sài Gòn để tìm gặp cho bằng được. Thật may mắn cho họ, ông Nghĩa đã đồng ý gặp mặt. Dù trước đó có nhiều phóng viên trong và ngoài nước liên hệ muốn phỏng vấn, nhưng ông đều từ chối vì sợ họ thêm thắt nhiều điều sai lệch. Cuối cùng, ông Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Huy Tạo và phóng viên Chu Trí Thành cũng được gặp lại nhau ở chốt Long Quang, Quảng Trị, rồi tham gia chương trình kỷ niệm mang tên Khúc Ca Hòa Bình. Ông Nghĩa chia sẻ rằng trước đó khi có tấm hình đó thì hai bên đã kết bạn với nhau và thường xuyên qua lại. Chia sẻ vài hơi thuốc lá rồi cùng nhau đi tát nước bắt cá. Vì đôi bên đều là những người trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường nên mới dễ dàng thấu hiểu cho nhau. Khi tấm hình hai người lính được gỡ về Bắc Việt, người ta nói rằng chưa tới thời điểm sử dụng tới. Cho tới ngày 2007, ông Chu Chí Thành mới mở buổi triển lãm và công bố những tấm hình quý giá như một biểu tượng hòa hợp, hòa giải dân tộc. Có lẽ chính những con người trí thức sanh ra trong thời loạn mới nhận thức được rằng như thế nào là hòa hợp, hòa giải thật sự. Sau những năm tháng cầm súng, đấu tranh vì lý tưởng, khát vọng riêng của bản thân mình, để rồi họ lại tôn trọng, gọi nhau là người lính giải phóng và chiến sĩ Cộng Hòa. Bởi lẽ, không vì tình thế bắt buộc thì chẳng ai muốn chĩa mũi súng vào người đồng bào máu đỏ da vàng đang chảy chung dòng máu của đất mẹ Việt Nam. Chinh chiến tàn, nhưng đôi bên đều thấu hiểu cảm xúc của nhau. Không có những lời nhục mạ, thù hằn của bên thua cuộc hay sự tự cao, tự đại của người thắng trận. Vì người lính không có tội. Họ chỉ ra trận tiến vì những mâu thuẫn chính trị hay lợi ích của giai cấp cầm quyền. Chiến tranh là vậy, có đau thương, có mất mát. Người ở lại, dù dũng mãnh hiên ngang tới mấy, cũng phải ám ảnh về những ngày tháng khói lửa nơi chiến trường gian khó đó. Năm 2023 đã lặng lẽ đi qua. Thế giới là sắp sửa chào đón một mùa xuân mới. Cũng vì vậy mà thời gian không chừa một ai. Những người cụ binh năm đó cứ lần lần mà từ giã cõi đời vì tuổi cao sức yếu. Có người chấp nhận ở lại và gác bỏ mọi thù hằn qua một bên. Có lẽ
hình ảnh hai người lính và một câu chuyện hiếm hoi về tính hòa hợp, hòa giải. Chẳng biết tới khi nào đất nước Việt Nam mới xóa bỏ hận thù, khi ngày đêm vẫn còn đang tiếp diễn những hình thức phân biệt. Tới bao giờ thì danh xưng lính quốc gia hay lính cộng hòa mới được ghi vào sách giáo khoa thay cho những câu từ xúc phạm như Mỹ ngụy, Tây sai hay ngụy quyền Sài Gòn? Tới bao giờ người chiến sĩ Cộng hòa và bộ đội Bắc Việt lại có thể khoác vai nhau như hình ảnh hai người lính đó? Chắc có lẽ là không bao giờ.